mọi người. Hôm nay á, em lên video này để mà giới thiệu cho mọi người về mấy cái chai nước tẩy trang nha mọi người. Nước tẩy trang thì trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà để mà giới thiệu những cái dòng sản phẩm nước tẩy trang sau đây á, là một cái mức giá rất là bình dân, cũng như là dành cho mọi loại da, và kiểu như là mình hay sử dụng, gọi là hay thường bán cho rất là nhiều khách. Thì hôm nay em giới thiệu về một số loại nước tẩy trang hiện có của công ty bên em, cũng như là đang phân phối giá rất là bình dân. Đối với những anh chị nào mà thích mua những dòng sản phẩm nước tẩy trang á, thì có thể là liên hệ ngay nha. Đầu tiên là dòng sản phẩm Simple, đây là nước tẩy trang Simple nha mọi người. Giờ giúp kháng mụn nè, rồi giúp làm sạch da nè, được chiết xuất từ chè xanh nên rất là mát da, siết độ chân lông và loại bỏ đi những cái bụi bám trên da rất là tuyệt vời luôn. Đây là dòng sản phẩm nước tẩy trang chính hãng. Ở ngoài thị trường thì hàng này cũng có, nhưng mà hàng giả cũng rất là nhiều nên mọi người cẩn thận nha. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm nước tẩy trang của nhà Bifashi. Đây là dòng sản phẩm nước tẩy trang Tây Ban Nha, có cái tấm màu hồng nha mọi người. Cái này là gọi là bán quanh năm suốt tháng luôn. Cái giá của nó cực kỳ bình dân mọi người, và nhắc đến cái hãng Bifashi thì cái dòng sản phẩm này khá là quen thuộc rồi, rất là nhiều anh chị sử dụng, như là nó thích hợp cho mọi loại da, kể cả da dầu, da khô, da mụn, da nhạy cảm đều có thể sử dụng được hết. Và dòng sản phẩm này nó khi mà tẩy trang, tẩy đi những cái lớp mà trang điểm, kiểu như là trang điểm mà những cái phấn trang điểm, hoặc là những cái mắc care lâu trôi, hoặc là những cái son môi lâu trôi đều có thể là bay sạch luôn nha. Cái này mọi người á, tẩy trang xong cảm giác cái da của mình nó không bị căng cứng luôn, mà nó cảm giác nó mềm mại và xà xỉ lắm nha mọi người. Mọi người thử cái dòng sản phẩm Bifashi này thử xem, tại vì cái dòng này em bán cực kỳ chạy luôn, mỗi lần về là về số lượng rất là lớn nha. Hãy thử Bifashi thử nha. Tiếp theo đây là dòng sản phẩm nước tẩy trang của Pháp mà được nhái rất là nhiều bởi vì cái nước tẩy trang Bio Derma này á, hiện tại đang có hai phiên bản dành cho da khô và da thường, là cái phiên bản màu hồng này nè, đó là da bình thường, và da khô thì sử dụng cái em này là tuyệt lắm nha. Nó tẩy rất là sạch, cũng như là khi mà sử dụng cái em Bio Derma này á, là da của chúng ta tẩy trang rất là sạch, và cái lỗ chân lông siết rất là hiệu quả luôn, mà tẩy cực kỳ ok, tẩy những lớp mắc cúp mà kiểu lâu trôi ấy. Cái này hàng của Pháp nha mọi người, Bio Derma màu hồng này là hàng của Pháp. Còn Bio màu xanh lá cây như thế này á là dành cho da mụn nha, da dầu và da mụn là sử dụng cái em màu xanh, còn nếu mà da thường á, hoặc là da khô thì sử dụng cái em màu hồng này. Đây là cái chai nước tẩy trang với dung tích là 500ml, và cái giá của bên em đang bán của cái dòng sản phẩm Bio Derma này á, mọi người ơi, mua ngoài thị trường hàng nhái rất nhiều, mọi người mua là cái tầm cỡ 100-200, nhưng mà hàng chính hãng của nó bên em đang phân phối chính hãng chuẩn sách hay luôn, là giá bên em đang bán là 300.000 một chai. Cái này là phiên bản mới nhất luôn nha mọi người, cái phiên bản này là phiên bản mới nhất luôn. Và cái chai này thì em đang sử dụng là tầm 6 tháng mới hết một chai như thế này đó, 6 tháng luôn. Và em đang sử dụng cái chai nắp màu xanh này nè, tại da em hơi mụn và kiểu như là da hơi dầu ấy mọi người, thì sử dụng cái em nắp màu xanh nha. Tiếp theo đó là em tẩy trang Cetifola của Hàn Quốc nha mọi người. Cái chai này á là xài rất là nhẹ nhàng, cũng như là sẽ kháng viêm, là kháng mụn, và giúp cho da của chúng ta á lấy được những lớp mắc cúp trang điểm một cách nhẹ nhàng nhất. Và tính chất râu má trên da của mình nó rất là tốt cho mọi người, nó sẽ hoàn toàn lành tính, cũng như là nó sẽ giúp cho những cái mụn ở trên da hoàn toàn sạch sẽ, cũng như là nó sẽ ngăn ngừa, nói chung là làm giảm đi cái việc lên mụn của da mình đó. Cái hàng này bên em bán cũng khá là chạy, chai bự lắm nha, cái chai bự 500ml luôn, cái dài như thế này nè đó. Mọi người mua ngoài thì nhiều lúc gặp hàng nhái rất là nhiều nên mọi người chú ý nha. Đây có cái tem phụ của hàng này, hàng tẩy trang Cetifolia đây. Cái dòng sản phẩm này á là cực kỳ dịu nhẹ, và thành phần của nó chú trọng bằng sự cân bằng tự nhiên và